Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục phần bài học 17 Pian Kirin Đột Suýt nữa thì lỡ mất chuyến bay Và bài này Chúng ta tiếp tục chương trình Học tiếng Hàn với giáo trình Seoul Cấp 2 phần 2B Giáo viên hướng dẫn Hoàng Xuân Trường Và bây giờ chúng ta sẽ xem nội dung phần bài học ngày hôm nay trong phần hắc sức mục tiêu mục tiêu bài học ngày hôm nay chúng ta có từ vựng về saco và tức là sự cố hoặc tai nạn xét qua muni màu sắc và hoa văn Bùi bước qua pianin ngữ pháp và biểu hiện số 1 chúng ta có a ư ta làm cái gì đó rồi cho thôi làm cái gì đó rồi cho động từ đi với l ư là, là suýt xảy ra cái việc động từ này. Baragil phần nói một. chê sang hoang sơn Chúng ta uh, giải thích về hoàn cảnh vấn đề. Ngữ pháp vào biểu hiện số 2 chúng ta có chưa punkyuchik tức là bất quy tắc họ Tiếp theo chúng ta có động từ đi với a tả. Đây là dạng đang thực hiện hành động gì đó. Nhưng đây là diễn tả hành động đã được bắt đầu và đang duy trì trạng thái đó. Tiếp theo, phần nói 2 chúng ta có Phun xin Môn Sơn Hà Kỳ. Giải thích về cái đồ bị mất. tiếp theo nghe quân sinh môn án sông thực kỳ chúng ta nghe truyền thông hướng dẫn về đồ thất lạc tiếp theo bun chê sang hoang nghe thề thực kỳ chúng ta nghe một đoạn hội thoại về cái hoàn cảnh xảy ra vấn đề tiếp theo vun chê sang hoang miêu kỳ chúng ta là miêu tả cái hoàn cảnh của vấn đề bằng cách nào chúng ta sẽ nói đây là phần baraki tiếp theo inkosuki phần đọc và viết chúng ta có Pusimon Channel Quango chúng ta đọc một quảng cáo tìm đồ thất lạc Pusimon Channel Quango Run Quango Mountain Iki chúng ta hãy viết một cái quảng cáo tìm cái đồ thất lạc qua chê phần thực hành bồ Bogo sang hoang sơn miêng agi. Chúng ta nhìn vào bức tranh và chúng ta miêu tả cái hoàn cảnh của bức tranh. Mun hoa san chết phần văn hóa chúng ta xét tùng xét thùng là cái áo khoác kẻ sọc nhiều màu của trẻ em Hàn Quốc. Tiếp theo, Parum, Yum hòa Yi, âm dung hóa hài thì trong bài hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ phần từ vựng trở đi xong, xong sau đó chúng ta học ngữ pháp phần nói một trong ngữ pháp 2 phần nói hai rồi chúng ta tiếp tục phần tutko maragi inkosuki như các bài các bạn đã được học và bây giờ chúng ta sẽ vào phần nội dung đầu tiên đó là từ vựng ohi bài số 17 chúng ta có tiêu đề bài đó là kirin được chín hữu Suýt nữa thì tôi bị lỡ chuyến bay. Chúng ta xem từ vựng trong phần bài này. Từ vựng trong phần bài này có những cái từ vựng đầu tiên là những từ vựng này khi nào nó xảy ra? Và chúng ta nhìn vào bức tranh và chúng ta hãy nói những câu mà có những từ này. Đầu tiên là polida đây là mất mất đồ tiếp theo notchita đây là lỡ lỡ mất một cái gì đó lỡ mất chuyến bay lỡ mất chuyến xe nobochita đây là ngã putichita putichita đây là va đập va chạm tiếp theo Turita là rơi Puri Nata, Puri là bị cháy, tức là xuất hiện lửa này, bị cháy. sagoga Nata bị tai nạn. Kojangi Nata là bị hỏng. Và chúng ta hãy lấy ví dụ của, trong câu có những cái từ này. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe. Iroborita. Iroborita. 놓치다, 놓치다, 넘어지다, 넘어지다, 부딪치다, 부딪치다, 떨어뜨리다, 떨어뜨리다 불이 나다. 불이 나다. 사고가 나다. 사고가 나다. 고장이 나다. 고장이 나다. 투표. 중국어로 상품 투명. Từ vựng tiếp theo chúng ta là từ vựng về màu sắc. Đầu tiên chúng ta có hai ăn xét hoặc là hin xét. Đây là màu trắng. Cam xét hoặc là cơm xét là màu đen. Huế xét là màu xám. Phan xét màu đỏ. Nô xét màu vàng. Paran xét màu xanh biển. Nục hoặc là chú đúc xét. Đây là màu xanh lá cây. Dân tu xét đây là màu vàng chanh. Phu nông xét màu hồng. Chu hoang xét hoặc là orange xét là màu cam. Khăn xét là màu nâu. Và pora xét là màu tím. Chúng ta nghe. Hai an xét, hin xét. Hai an xét, hin xét. Cam an xét. 검은색, 까만색, 검은색, 회색, 회색, 빨간색, 빨간색, 노란색, 노란색, 파란색 파란색 녹색 초록색 녹색 초록색 연두색 연두색 분홍색 분홍색 Chu hoàng sắc, chu hoàng sắc, khai sắc, khai sắc, bờ rã sắc, bờ rã sắc. Và tiếp theo, chúng ta có cái từ vựng về hoa văn. Hoa văn ở đây chúng ta có chunmuni, chun muni là kẻ sọc hoặc kẻ ngang ở dưới dạng đường thẳng. Tiếp theo, kut muni. Kut muni là trang trí hoa văn. Chicumuni, chicumuni là trang trí uh, hoa văn dạng kẻ ô. Đó là uh, chicumuni, đó là tiếng Việt chúng ta là kẻ caro. Mulbangunmuni. muni mul bang ul muni đây là hoa văn giọt nước mà chúng ta gọi là chấm bi chúng ta nghe chul muni <laughs> chul muni côn muni côn muni check muni. 체크무늬, 물방울무늬, 물방울무늬, 체크무늬, 꽃무늬, 줄무늬. 중단장 한번 듣세요. Tiếp theo chúng ta sẽ vào phần ngữ pháp số 1, môn in, động từ đi với a ta, ơ ta, chuta. Ở đây, đây là dạng rút gọn của động từ đi với a, ơ, ta, ga, chú Tức là làm cái gì, thực hiện xong rồi, cho. Nếu mà chú SEO là thực hiện xong cái đó cho tôi. Còn chú là tôi sẽ làm cho. tiếp theo Ví dụ 어머니는 언제 sơ Khi nào thì mẹ sẽ về Trung Quốc? 오늘 Hôm nay mẹ tôi đã về rồi. 아침에 공항까지 모셔다 드리고 왔어요. Tức là sáng nay tôi đã gặp mẹ ở ngoài sân bay, đưa mẹ ra sân bay và về. 그러니까 어머니는 언제 중국으로 돌아가셨어요? 오늘 가셨어요. 아침에 공항까지 모셔다 드리고 왔어요. Chúng ta nghe lại. 어머니는 언제 중국으로 돌아가셨어요? 오늘 가셨어요. 아침에 공항까지 모셔다 드리고 왔어요. tiếp theo c h ú n 머니를 병원까지 가다 타다 h a 모시다 모셔다드렸어요 모셔. 왜비 b ở 머니 là n 아이 른 학교에 가치다 데리다 Bojita là Derida. Chúc cô vào rồi, gô chuko cô vào rồi. Chỗ chỗ kia in nên xin môn chôm, cắt chia ta, chú xéo, cắt chia ta chú xéo. Đây là các bạn nhìn thấy ba cái này. Cái đầu tiên là dành cho các tôn kính, cái thứ hai là dành cho người nhưng không cần tôn kính cái thứ ba là dành cho đồ vật nó là katyata katyata. Ở đây có nghĩa là ngữ pháp này có nghĩa là làm xong cái hay là hành động trước cho tôi. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần ngữ pháp số 2 trong phần nói một này, cho trong phần ngữ pháp một này, chúng ta có động từ đi với l ưa Đây là suýt xảy ra cái hành động. Động từ này và thường là suýt xảy ra cho nên là chúng ta đều là chia ở thì quá khứ bởi vì cái hành động mà suýt này nó đã xảy ra rồi. Ví dụ suýt ngã chẳng hạn, khi chúng ta trượt chân và chúng ta không bị ngã thì đấy là suýt ngã và cái hành động trượt chân là đã xảy ra rồi. Và bây giờ chúng ta bàng hoàng chúng ta nhớ lại đó là ồ mình suýt ngã. Tiếp theo chúng ta xem ví dụ. 오늘 오늘 다른 때보다

지각할 뻔했어요. 정당해라. 오늘 다른 때보다 늦게 왔네요. 네. 길이 막혀서 지각할 뻔했어요. 대때로 c h 하 n 학교 학교 오다가 학교 오다가 사고가 난분했어요 사고가 난분했어요 혹라 trên đường đến uh, trên đường đến trường thì uh, suýt xảy ra tai nạn nứt kê ý đơn nào sao yak chân nứt chân vì ngủ dậy muộn vì thức dậy muộn nên uh, suýt nữa thì muộn cái cuộc hẹn ngữ pháp này rất dễ hiểu đúng không các bạn và chúng ta sẽ sang phần tiếp theo 다음다키저 오늘은 다른 때보다 늦게 왔네요. 오늘 부모님이 고향으로 돌아가셔서 공항에 모셔다 드리고 왔어요. 아, 그래요? 잘 모셔다 드렸어요? 네. 그런데 비행기를 놓칠 뻔했어요. 왜요? 무슨 일 있었어요? 길이 너무 막혀서 공항에 늦게 도착했어요. 아침부터 바빴겠네요. 네, 정말 정신이 없었어요. 그래도 비행기를 안 놓쳐서 다행이에요. 오늘은 다른 때보다 늦게 왔네요. Hôm nay so với mọi hôm thì đến muộn. 오늘 부모님이 고향으로 돌아가셔서 공항에 모셔다 드리고 왔어요. Và hôm nay bố mẹ đi về quê cho nên là tôi đưa đến sân bay, làm xong tất cả và đã đến đây. À, 그래요? Vậy à? 잘 모셔다 드렸어요? Uh, uh, đưa tiễn mọi người đưa đưa tiễn các vị xong hết rồi chưa? Nè, Clinty, Biankiran, Notchin và Nestorio. Vâng. Thế nhưng mà suýt nữa thì lỡ máy bay. Weiwo, 무슨 일이었어요? Tại sao thế? Có việc gì vậy? đã xảy ra việc gì vậy? Kỳ định là mùa mặt kia giờ không hàng nghề, đứt kê tổ chắc hết sợi <laughs> hồ. Vì đường rất là đông nên đã đến sân bay muộn. Hãy chìm bụt thơ. Bờ bắc kết nề hồ. Từ sáng giờ bạn đã rất là bận rồi, chắc là rất là bận. Nè, chồng man chồng xin nghỉ ập sốt sợi <laughs> Vâng, tôi không thể suy nghĩ được cái gì nữa. Cứ cho dù như vậy ăn nốt cho này cho dù như vậy đi chăng nữa nhưng mà vì là không lỡ chuyến bay nên cũng rất là may mắn đấy là cái đoạn của hai bạn này nói chuyện với nhau và bây giờ chúng ta sẽ nghe 오늘은 다른 때보다 늦게 왔네요. 오늘 부모님이 고향으로 돌아가셔서 공항에 모셔다 드리고 왔어요. 아, 그래요? 잘 모셔다 드렸어요? 네. 그런데 비행기를 놓칠 뻔했어요. 왜요? 무슨 일 있었어요? 길이 너무 막혀서 공항에 늦게 도착했어요. 아침부터 바빴겠네요. 네, 정말 정신이 없었어요. 그래도 비행기를 안 놓쳐서 다행이에요. 오늘은 다른 때보다 늦게 왔네요. 오늘 부모님이 고향으로 돌아가셔서 공항에 모셔다 드리고 왔어요. 아, 그래요? 잘 모셔다 드렸어요? 네. 그런데 비행기를 놓칠 뻔했어요. 왜요? 무슨 일 있었어요? 길이 너무 막혀서 공항에 늦게 도착했어요. 아침부터 바빴겠네요. 네. 정말 정신이 없었어요. 그래도 비행기를 안 놓쳐서 다행이에요. 오늘은 다른 때보다 늦게 왔네요. 아, 그래요? 잘 모셔다 드렸어요? 왜요? 무슨 일 있었어요? 아침부터 바빴겠네요. 오늘은 다른 때보다 늦게 왔네요. 아, 그래요? 잘 모셔다 드렸어요? 왜요? 무슨 일 있었어요? 아침부터 바빴겠네요. 리의 역할을 리가 먼저 말했으니시작 오늘 부모님이 고향으로 돌아가셔서 공항에 모셔다드리고 왔어요. 네, 그런데 비행기를 놓칠 뻔했어요. 길이 너무 막혀서 공항에 늦게 도착했어요. 네, 정말 정신이 없었어요. 그래도 비행기를 안 놓쳐서 다행이에요. 중단한 와이 lại 꼭 클리. 시작. 오늘 부모님이 고향으로 돌아가셔서 공항에 모셔다 드리고 왔어요. 네. 그런데 비행기를 놓칠 뻔했어요. 길이 너무 막혀서 공항에 늦게 도착했어요. 네. 정말 정신이 없었어요. 그래도 비행기를 안 놓쳐서 다행이에요. 오늘은 다른 때보다 늦게 왔네요. 오늘 부모님이 고향으로 돌아가셔서. 공항에 모셔다 드리고 왔어요. 아, 그래요? 잘 모셔다 드렸어요? 네. 그런데 비행기를 놓칠 뻔했어요. 왜요? 무슨 일 있었어요? 길이 너무 막혀서 공항에 늦게 도착했어요. 아침부터 바빴겠네요. 네. 정말 정신이 없었어요. 그래도 비행기를 안 놓쳐서 다행이에요. 오늘은 다른 때보다 늦게 왔네요. 오늘 부모님이 고향으로 돌아가셔서 공항에 모셔다 드리고 왔어요. 아, 그래요? 잘 모셔다 드렸어요? 네. 그런데, 비행기를 놓칠 뻔했어요. 왜요? 무슨 일 있었어요? 길이 너무 막혀서 공항에 늦게 도착했어요. 아침부터 바빴겠네요. 네, 정말 정신이 없었어요. 그래도 비행기를 안 놓쳐서 다행이에요. chúng ta có tình huống số 2 đó là tông xe nghĩ yêu hẹn caso em đi du lịch và đưa ra sân bay thả và đây ạ à, bút đó là đi đó là suýt nữa thì lỡ cái chuyến máy bay lý do là cha tung cha ga cố trang ná lý do là ô uh, tô bị hỏng nhưng mà cũng rất may là không bị muộn chuyến bay không bị lỡ chuyến bay thì đây là phần nói trong phần bài phần nói một trong phần bài số 17 các bạn sẽ sang phần tiếp theo tiếp theo chúng ta sang phần ngữ pháp số 2 vốn vô bi Hiết phun cứu trích bất quy tắc hở thì bất quy tắc hở thì chúng ta có các dạng như sau chúng ta sẽ xem phần hướng dẫn phần bất quy tắc này ở phần bất quy tắc Hiết, phun full chích thì đây chúng ta có quy tắc đó là tôi tóm tắt lại h phụ âm cuối là h mà đằng sau nó có ư thì mất h ví dụ đây ư đây paran ví dụ như là đây là chúng ta có định ngữ chẳng hạn ví dụ paran Parasumnita, Parata là tính từ. Parasumnita đi với phụ âm vẫn giữ nguyên. Chúng ta chỉ chú ý những cái từ bị biến đổi. Đó là có ư gặp ư sau thì mất chữ H thì là chúng ta chú ý đây. Tiếp theo Hờ mà gặp a o tức là phải chia đu, chia động từ, chia tính từ thì a ơ. Bỏ chữ h đi và có chữ a và chữ ơ. A hoặc là ơ ở đây, ở trong cái gốc mà có a hoặc ơ thì chữ a đó bị biến đổi thành e. Eo. Ví dụ ở đây chúng ta có Pancatha. Đó là màu đỏ. Pancanset là màu đỏ đúng không ạ? Định ngữ. Palkeo. Pal thì chúng ta bỏ hờ đi thành panca ca thì ca sẽ thành e thành kèo. tiếp theo ya sẽ thành ye ví dụ hai yan hai yat hai yat đây là màu trắng thì đây là hai yan khi mà đi với ư còn hai là đi với ai -o, -i o. a ơ sơ tương tự như vậy ioyo ư ca lại tương tự như ư mất hò. Còn nota, nata, nota ở đây là những cái động từ này thì không theo quy tắc này. Đấy là phần bất quy tắc hò. Chúng ta có thể dừng lại chúng ta xem kỹ thêm ở cái đoạn này. Và bây giờ chúng ta sẽ xem ví dụ để chúng ta hiểu thêm phần à, ngữ pháp này. Chúng ta có Sero san kabang un ira cái cặp mới cái cặp mà mới mua thì đã mất rồi à cứ cam ăn cà bằng nhiều cam ăn cà bằng nhiều cam ăn cà bằng đây là cam ăn xét cà bằng 에요, 속상하겠어요, 속상하겠어요. 어, 장라자트 뭐한? 죽당 e 새로 산 가방을 잃어버렸어요. 아, 그 까만 가방이요? 속상하겠어요. 죽당에 라인. 새로 산 가방을 잃어버렸어요. 아, 그 까만 가방이요? 속상하겠어요. Tiếp theo, chúng ta xem một số ví dụ. Hàn Quốc sarami, Hàn Quốc sarami kamata thì là ở đây là gì? Camel. Camel là tóc của người Hàn Quốc màu đen. Màu sắc tóc của người Hàn Quốc màu đen. Cho nên trang phi Tôi nếu mà khi mà xấu hổ nếu xấu hổ ơn cái khuôn mặt ấy pan cắt sẽ thành pan kèo pan trời khi mà tôi nếu mà tôi bị xấu hổ thì tôi mặt của tôi sẽ trở nên đỏ tiếp theo nuni hayan hayan nuni để đi nên cửa sân phủ miền kỳ buồn nếu mà nhìn thấy tuyết trắng rơi thì tôi sẽ rất là vui hay ăn nôn tiếp theo chúng ta sẽ sang ngữ pháp tiếp theo ngữ pháp tiếp theo ở đây là động từ đi với a ita ở đây là diễn tả cái trạng thái đang tiếp diễn và cái sự bắt đầu của nó đã được bắt đầu rồi và bây giờ trạng thái vẫn được tiếp diễn và ở đây không sử dụng cấu trúc này cho ipta, suta, pta, sinta bốn cái động từ này sẽ không được sử dụng ở đây và vẫn dùng như bình thường ví dụ như là yipko uh, israel -so những động từ đó thì vẫn dùng là ko israel -so chứ không dùng là động từ đi với a ơ ví dụ đang mặc áo chẳng hạn yipko uh, israel -so đang viết là sư -so uh, ko đang cởi -so pakko israel pakko israel đang sỏ là xin cùi và chúng ta xem thêm một số ví dụ. Cho khi có lẽ nên ô chôm Cho tôi xem cái áo mà đang mắc ở kia, đang treo ở kia. Nè, cho phát lăn xét uốn Vâng, cái áo, cái váy liền thân màu xanh biển kia phải không ạ? 저기 걸려 있는 옷좀 보여 주세요. 네저 파란색 원피스요. 저기 걸려 있는 옷좀 보여 주세요. 네저 파란색 원피스요. 청담센터의 모습이 도저기 서는 사람. 서 있는 사람 서 있는 사람. 저기 서 있는 사람은, 사람이 누구예요? 아이, 아이 당당어 것끼요. 학생들이 교실에 앉아 있어요. 앉아 있어요. 아, 학생당으로의 정읍. 제가 집에 왔을 때, 그이 뭐또 왜이냐? 물이 열려 있어요. 열려 있었어요. 그이 또 왜이냐? 어떻게 오셨습니까? 가방을 잃어버려서 왔는데요. 어디서 잃어버리셨습니까? 오늘 아침에 지하철 2호선에 놓고 내렸어요. 가방이 어떻게 생겼습니까? 까만색 배낭인데 하얀색 인형이 달려있어요. 가방 안에 뭐가 들어있습니까? 책두 권하고 지갑이 들어있어요. 잠깐만요. 그런 가방은 없는데요. 그래요? 꼭 찾아야 하는데 큰일 났네요. 찾으면 연락드릴 테니까 여기에 và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dịch đoạn này ở <laughs> ờ, có việc gì bạn đến đây ơn vì tôi làm mất cái cặp nên tôi đã đến đây 어디서 잃어버렸습니까? Bạn là mất ở đâu? 오늘 아침에 지하철 2호선에 놓고 내렸어요. Buổi sáng hôm nay, uh, tôi đã để ở chuyến tàu điện ngầm số 2 và xuống. Các Cái cặp nó hình dáng như thế nào?

Trong cặp có hai quyển sách và một cái ví. 잠깐만요. Cho tôi một chút. 그런 가방은 없는데요. À, không có cái cặp nào như vậy. 그래요? 꼭 찾자 꼭 찾자 하는데. 꼭 찾아야 하는데. 큰일 났네요. Nhất định phải tìm được. Nhất định phải tìm được mà là việc lớn rồi. Đã xảy ra việc lớn rồi. Chắc chứng miên dì lọc tư linh thê nhị ca. buồn hồ rơn. Sơn lục. Cô. Khả Và bạn hãy viết. À, nếu mà tìm thấy thì chúng tôi sẽ liên lạc lại. Nên bạn hãy viết số điện thoại vào đây rồi đi. và tình huống số 2 ở đây chúng ta có sâu tay hóa hoa trang xì đê Tugo và này cũng là mất đồ và để ở trong nhà vệ sinh của cái ga lối vào cổng trường Seoul, lối vào Đại học Quốc gia Seoul. Thì các bạn như thế nào? Paranset Penang là đây à, cái tình huống số 2 lại là cái màu xanh. Pyo Ga. 있어요 và có dán tên bên trong này có cái gì thì bên trong có chi cá đang su Israel thì là bên trong có ví và quyển sổ tay thì thế cái này tìm được lại tiếp tục là chúng tôi sẽ gọi lại cho và bây giờ hãy bạn hãy viết số điện thoại vào đây rồi đi 아 중다 쟁호도 어떻게 오셨습니까? 가방을 잃어버려서 왔는데요. 어디서 잃어버리셨습니까? 오늘 아침에 지하철 2호선에 놓고 내렸어요. 가방이 어떻게 생겼습니까? 까만색 배낭인데 하얀색 인형이 달려 있어요. 가방 안에 뭐가 들어 있습니까? 책두 권하고 지갑이 들어있어요. 잠깐만요. 그런 가방은 없는데요. 그래요? 꼭 찾아야 하는데 큰일 났네요. 찾으면 연락드릴 테니까 여기에 전화번호를 써놓고 가세요. 중단에라. 어떻게 오셨습니까? 가방을 잃어버려서 왔는데요. 어디서 잃어버리셨습니까? 오늘 아침에 지하철 2호선에 놓고 내렸어요. 가방이 어떻게 생겼습니까? 까만색 배낭인데 하얀색 인형이 달려있어요. 가방 안에 뭐가 들어있습니까? 책두 권하고 지갑이 들어있어요. 잠깐만요. 그런 가방은 없는데요.

가방이 어떻게 생겼습니까? 가방 안에 뭐가 들어있습니까? 잠깐만요. 그런 가방은 없는데요. 찾으면 연락드릴 테니까, 여기에 전화번호를 써놓고 가세요. 이제 우리가 해서 동의의 코의 인원. 직원 가방을 잃어버려서 왔는데요. 오늘 아침에 지하철 2호선에 놓고 내렸어요. 까만색 배낭인데 하얀색 인형이 달려있어요. 책두 권하고 지갑이 들어있어요. 그래요? 꼭 찾아야 하는데 큰일 났네요. 어떻게 오셨습니까? 가방을 잃어버려서 왔는데요. 어디서 잃어버리셨습니까? 오늘 아침에 지하철 2호선에 놓고 내렸어요. 가방이 어떻게 생겼습니까? 까만색 배낭인데 하얀색 인형이 달려있어요. 가방 안에 뭐가 들어있습니까? 책두 권하고 지갑이 들어있어요. 잠깐만요. 그런 가방은 없는데요. 그래요? 꼭 찾아야 하는데 큰일 났네요. 찾으면 연락드릴 테니까 여기에 전화번호를 써놓고 가세요. xem lại đoạn hội thoại ở cái trung tâm hỗ trợ tìm đồ thất lạc rồi bạn này bạn ấy mất cái ca cá bang và ca bang màu đen và có cái con búp bê màu trắng chúng ta sẽ nghe và không nhìn phần chữ này 어떻게 오셨습니까? 가방을 잃어버려서 왔는데요. 어디서 잃어버리셨습니까? 오늘 아침에 지하철 2호선에 놓고 내렸어요. 가방이 어떻게 생겼습니까? 까만색 배낭인데 하얀색 인형이 달려있어요. 가방 안에 뭐가 들어있습니까? 책두 권하고 지갑이 들어있어요. 잠깐만요. 그런 가방은 없는데요. 그래요? 꼭 찾아야 하는데 큰일 났네요. 찾으면 연락드릴 테니까 여기에 전화번호를 써놓고 가세요. 어떻게 오셨습니까? 가방을 잃어버려서 왔는데요. 어디서 잃어버리셨습니까? 오늘 아침에 지하철 2호선에 놓고 내렸어요. 가방이 어떻게 생겼습니까? 까만색 배낭인데 하얀색 인형이 달려있어요. 가방 안에 뭐가 들어있습니까? 책두 권하고 지갑이 들어있어요. 잠깐만요. 그런 가방은 없는데요. 그래요? 꼭 찾아야 하는데 큰일 났네요. 찾으면 연락드릴 테니까 여기에 전화번호를 써 놓고 가세요. 고 여러분은 문건은이저 블린 적이 있어 있습니까? c 만다 등아 l m Hãy nghe cho kỹ và trả lời câu hỏi. Ban nên cơ hãy chọn cái đúng. Yo cho nên chuyến đi của Kaya là người con gái phải đi đến uh, cục quản lý xuất nhập cảnh. Sichang Chikoni Europe Berlin Mungo는 자자 주었습니다 là cái nhân viên nhà hàng tìm thấy và đã trả lại cho bạn cái món đồ. 외국인 등록증은 tương 받으려면 chứng ấn 합니다. Số 2 Nam cha gà Ít đợi Hãy chọn những cái 마, 그녀의 아들, 잊어버리세요. 지금부터 듣겠습니다. 잘 듣고 질문에 답하세요. 스티븐 씨, 무슨 안 좋은 일 있어요? 기분이 안 좋아 보여요. 새로 산 하얀색 가방을 잃어버렸어요. 식당에 두고 온것 같은데 못 찾았어요. 식당에 물어봤어요? 네. 찾으면 연락해주기로 했는데 아직 연락이 안 왔어요. 다른 건 잃어버려도 괜찮은데 가방 안에 외국인 등록증이 들어있어서 큰일이에요. 외국인 등록증은 다시 받을 수 있으니까 너무 걱정하지 마세요. 그래요? 다시 받으려면 어떻게 해야 돼요? 출입국 관리사무소에 가본 적 있지요? 거기에 가서 다시 신청하면 돼요. 혹시 신청할 때 뭐가 필요한지 알아요? 여권을 가지고 가야 돼요. 여권은 가지고 있어요? Bạn 네, 있어요. 알려줘서 고마워요. Ban này bạn ấy mất cái túi màu trắng và mất ở nhà hàng và vẫn chưa tìm được. Thì cái món đồ bạn ấy mất đó là túi màu trắng trong đó có cái chứng minh thư người nước ngoài và đây ạ cho nên chủ lưu quan đi sau mình là người con gái thì không phải bởi vì bạn trai mất sister chị của Iruplin buồn cơn nữa đây là chưa tìm thấy cho nên số ba cuối cùng tương lúc trương Thạc Si Patryman nếu mà muốn nhận lại cái cái thẻ chứng minh thư người nước ngoài thì yêu quân ấy Isoya ham phải nhất định là phải có hộ chiếu và đây bạn này bạn có hộ chiếu. Và chúng ta sang phần tiếp theo. Chuẩn bị. 집에 들어왔는데 도둑이 들었습니다. Bạn về đến nhà nhưng mà đã nhìn thấy là trộm đã vào. Trộm đã vào nhà rồi. 여러분은 ở 하시겠습니까? khi đó thì các bạn sẽ làm như thế nào Tất kỳ y tràn thức cô hãy nghe cho kỹ và trả lời cho câu hỏi số 1 mang nưng hãy chọn cái đúng thôn qua computer 없어졌습니다. do tiền và máy tính là đã bị mất 경찰이 도둑과 싸워서 tốt qua 도둑과 싸워서 so đã 어, xumida cảnh qua sau người cảnh sát đã đánh nhau với uh, kẻ trộm và bị thương. Tutuki. Yoja ga jipe wasunte muri yeolyeo Và người con gái này đi về nhà đã thấy cửa bị mở. Hai. Tutukun nugu imnikka? Tutukun nugu imnikka? Kẻ trộm là ai? Manneun geurimeun goruseyo. Hãy chọn cái đúng. 잘 듣고 질문에 답하세요. 거기 경찰서죠? 집에 도둑이 든것 같아요. 빨리 좀 와주세요. 네, 주소를 말씀해 주세요. 여기는 신림동 33번지 1층이에요. 네, 지금 바로 가겠습니다. 경찰서에서 나왔는데요. 네, 들어오세요. 다치신 분은 없습니까? 네, 다행히 다친 사람은 없어요. 없어진 물건이 무엇지요? 아직 정확하게 모르겠는데, 시계하고 노트북이 없어진 것 같아요. 처음 집에 오셨을 때 어땠습니까? 좀 자세하게 말씀해 주세요. 제가 아침에 외출해서 조금 전에 집에 돌아왔는데, 현관문이 열려 있었어요. 그리고 집 안으로 들어오려고 하는데, 어떤 남자가 뛰어나왔어요. 혹시 얼굴을 보셨습니까? 아니요. 밤이라서 얼굴은 잘 보지 못했는데 키가 큰 편이었어요. 하얀색 티셔츠와 까만색 바지를 입었고 회색 모자를 썼어요. 네, 알겠습니다. bạn này bạn về nhà và thấy cửa chính bị mở và đang đi vào nhà thì có một người con trai vọt ra mặc áo màu trắng quần màu đen và mũ màu xám và đồ gì bị mất đó là CK và computer ở đây ạ thì dưới cho CP Washington số 3 là đáp án đúng cửa đã mở

빨리 좀 와주세요. 네. 주소를 말씀해 주세요. 여기는 신림동 33번지 1층이에요. 네. 지금 바로 가겠습니다. 경찰서에서 나왔는데요. 네. 들어오세요. 다치신 분은 없습니까? 네. 다행히 다친 사람은 없어요. 없어진 물건이 무엇지요? 아직 정확하게 모르겠는데, 시계하고 노트북이 없어진 것 같아요. 처음 집에 오셨을 때 어땠습니까? 좀 자세하게 말씀해 주세요. 제가 아침에 외출해서 조금 전에 집에 돌아왔는데, 현관문이 열려 있었어요. 그리고, 집 안으로 들어오려고 하는데, 어떤 남자가 뛰어나왔어요. 혹시 얼굴을 보셨습니까? 아니요. 밤이라서 얼굴은 잘 보지 못했는데, 키가 큰 편이었어요. 하얀색 티셔츠와 까만색 바지를 입었고, 회색 모자를 썼어요. 네, 알겠습니다. chúng ta sang phần tiếp theo phần Maraki phần Maraki ở đây chúng ta có tam qua cắt thân Munjika senkisumida có những tình huống sau giả định tình huống những, những uh, giả định là những tình huống sau xảy ra Irente Yerabun ở thực kề những vấn đề này xảy vấn đề này xảy ra thì các bạn sẽ làm như thế nào đầu tiên là đang đi thì có chỗ thứ hai nữa là tự nhiên nhớ ra là cái ví để trên bàn ở nhà hàng và thứ ba là nhìn thấy căn hộ bị cháy hỏa hoạn thì chúng ta làm như thế nào đây là phần baraki chúng ta chuyển sang phần tiếp theo tiếp theo chúng ta có phần ilgosuki đọc và viết phần chuẩn bị 여러분은 문건은 어떻게 합니까? Khi các bạn bị mất đồ thì các bạn làm như thế nào? Đầu tiên là chúng ta viết những cái quảng cáo lên, chúng ta viết những bảng quảng cáo lên trên những cái bảng những cái bảng quảng cáo. Viết thông tin lên trên các bảng quảng cáo. Thứ hai, Punsimun Center, chúng ta đi đến trung tâm báo đồ thất lạc. Hoặc là thứ ba, chúng ta đi mua cái mới. Thì chúng ta chọn cái nào? Chúng ta xử lý theo tình huống như thế nào? Tiếp theo, Ilki phần đọc. Ta mời cô chim bồ đề ta phát xỉu. Đọc cái sau và trả lời câu hỏi. Đây có nghĩa là camera rất ta. Và chúng ta sẽ cùng nhau đọc cái đoạn này. Camera rất

Khoảng 20 phút sau tôi quay lại phòng học thì không thấy máy ảnh ở đó nữa. 잃어버린 카메라는 서운 전자에서 나온 ASD 500입니다. Cái máy ảnh đã mất của tôi là cái máy ảnh của à, hãng Samsung có mã là ASD 500. 시간은 가만히 있고 카메라에는 빨간색 글이 빨간색 그니 달리고 달려 있습니다. 마이 아리안 바거 그이 내어 먹어. 카메라는 주무늬가 있는 작은 회색 가방 안에 cái máy ảnh thì được đựng ở trong cái túi màu xám nhỏ có uh, đường kẻ. 저와 친구들의 추억이 들어있는 아주 소중한 카메라입니다. cái máy ảnh uh, là uh, cái uh, máy ảnh là cái nơi mà lưu giữ rất nhiều cái kỷ niệm hồi ức đẹp của tôi và các bạn cho nên nó rất quý đối với tôi. Những cái người nào mà nhặt được thì nhất định trả lại giúp tôi. Uh, có những người mà nếu mà nhìn thấy uh, cái máy ảnh của tôi, Are Yenlachiro Chonhoa Hechuseo, hãy gọi điện cho tôi theo, theo số liên lạc ở bên dưới. Yenlachiro, số liên lạc, Hiền. Đây là tên là Hiền. Cùng nhìn công nghệ. Cung pan pan nghệ. Ô sa pan pan Đây là cái số điện thoại của bạn ấy ở Hàn Quốc. Và bây giờ chúng ta sẽ trả lời câu hỏi Thì chúng ta chọn cái uh, bức hình giống với bức hình ở Đoạn Văn Giống với cái máy điện thoại ở Đoạn Văn Thì chúng ta chọn bức hình uh, Đây, cái máy điện thoại đây ạ Thì chọn cái màu đen và có dây màu đỏ Tiếp theo cái 신고하려고 합니다. Cái đồ vật bị mất, muốn khai báo cái đồ vật bị mất. Tôi muốn, tôi định khai báo đồ vật bị mất. 이 내용 내용에 말은 chúng ta sẽ viết những cái nội dung đúng với nội dung của đoạn văn vào cái thông báo khai báo cái đồ bị mất này. 잃어버린 물건 là đồ vật bị mất đó là camera 잃어버린 남자 thì là 지난월 20일 잃어버린 장소 nơi mà bị mất đó là 사진 교실 연락처 đó là điện số điện thoại hiền 010 공팔팔 공에 오사팔팔 sẽ đọc như thế nào? Chúng ta nghe. 카메라를 찾습니다. 7월 22일 저녁 7시쯤 4층 교실에 카메라를 두고 나왔습니다. 20분쯤 후에 교실에 돌아왔는데 카메라가 없어졌습니다. 잃어버린 카메라는 서울전자에서 나온 ASD500입니다. 색깔은 까만색이고 카메라에는 빨간색 끈이 달려 있습니다. 카메라는 줄무늬가 있는 작은 회색 가방 안에 들어있었습니다. 저와 친구들의 추억이 들어있는 아주 소중한 카메라입니다. 가져가신 분은 꼭 돌려주시고, 혹시 제 카메라를 보신 분은 아래 연락처로 전화해주세요. 카메라를 찾습니다. 7월 20일 저녁 7시쯤 4층 교실에 카메라를 두고 나왔습니다. 20분쯤 후에 교실에 돌아왔는데 카메라가 없어졌습니다. 잃어버린 카메라는 서울전자에서 나온 ASD500입니다. 색깔은 까만색이고, 카메라에는 빨간색 끈이 달려 있습니다. 카메라는 줄무늬가 있는 작은 회색 가방 안에 들어있었습니다. 저와 친구들의 추억이 들어있는 아주 소중한 카메라입니다. 가져가신 분은 꼭 돌려주시고, 혹시 제 카메라를 보신 분은 아래 연락처로 전화해 주세요. 대표 번수기 이어버린 문건은 작은 광고를 만들어 보세요. 바가만 하일 viết một cái đoạn quảng cáo để tìm lại món đồ mình đã mất. Và tiếp theo chúng ta sẽ phần thực hành đó là Criminal Polco sang Ngân Sơn Cái này chúng ta ở trên lớp chúng ta sẽ trực tiếp làm thực hành cái phần này. Đó là chúng ta nhìn những bức ảnh mà các giáo viên đưa cho và chúng ta sẽ nói về những cái truyền đạt lại cái nội dung diễn thuyết lại cái nội dung là hoàn cảnh cái bức tranh đó là gì tiếp theo chúng ta sang phần văn hóa chuẩn bị Yodobun nara saramtri saramtri thuc nên checki ở đất nước các bạn có thích những cái màu đặc biệt nào không mọi người có thích những màu đặc biệt nào không và lý do đó là gì? Lý do thích màu đó là gì? Thì ở đây, chúng ta đã nhìn những màu ví dụ Brazil, chúng ta thích màu xanh lá cây Trung Quốc vào dịp Tết thì thích màu đỏ Rồi Tiếp theo, chúng ta Arabuki, chúng ta tìm hiểu Xét tông Xét tông đó chính là cái áo mà nhiều màu của em bé đang mặc đây

무지개처럼 아름다웠습니다. Và em bé thì mặc cái bộ Hàn Quốc rất là đẹp. Nhưng mà sắc tông chokori và khoác một cái áo kẻ chokori và mà màu của cái áo sắc tông đó thì lại giống như màu cầu vồng rất đẹp bụi cầu vồng cho Lâm giống như màu cầu một cầu vồng Adam Taurus này rất đẹp. Sắc tông chogori는 여러 가지 한국의 전통 색은 써서 만들어 만든 것입니다. Cái áo kẻ sắc đó được làm từ rất nhiều cái màu sắc truyền thống của Hàn Quốc. 여기에는 아이의 건강을 바라는 뜻이 있습니다. 어, 너가 n g 라 ĩ 무 là mong muốn c á 생각 나누기 여러분은 여러분 나라의 전통 옷은 전통 옷에 네, 옷에는 어떤 색은 많이 사용합니까? 여러분 bốn, 전통 đã 어떤 thông 많이 사용합니까? 아, ổ Ở quần áo của truyền thống của đất nước các bạn, thì màu nào là sử dụng nhiều nhất? Thì chúng ta sẽ liên hệ với những bộ quần áo ở Việt Nam. Chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Chúng ta sang phần phát âm. Chuẩn bị, đưa trước khi chúng ta vào phần uh, chuẩn bị này chúng ta hãy xem quy tắc của uh, phát âm trong phần bài ngày hôm nay đó là niên gặp đằng sau là liền thì niên là ba chim sẽ được đọc là liền thì chúng ta thấy là hôm trước uh, bài trước chúng ta đã có uh, liền ở bên dưới và niên ở bên trên thì chúng ta cũng đọc đều theo là liền và liền thì hai vị trí này cho dù đổi cho nhau chúng ta vẫn đọc là liền liền và chúng ta sẽ nghe ví dụ. nghe. 1. 1. 1. Gia đình sẽ đọc thêm một số ví dụ ở bên dưới. Chẳng thức cô ta ra hay Hãy nghe cho kỹ và đọc theo. Hàn la Đây ạ. Phiên lì. Đây ạ. Xin tông. Đây ạ. Yên lạc. Hàn kê. Yên lạc hàn Không phải là 연락할게요, 말 연락할게요. 그리고 우리가 잘 듣고 따라해 보세요. 1. 한라산에 가봤어요. 2. 지하철이 버스 보다 편리해요 3 여기서 신림동 까지 얼마나 걸려요 4 아키라 씨 전화번호를 알면 좀 연락해 주세요 네 제가 연락할게요 잘 듣고 따라해 보세요. 1. 한라산에 가 봤어요. 2. 지하철이 버스보다 편리해요. 3. 여기서 신림동까지 얼마나 걸려요? 4. 아키라 씨 전화번호를 알면 chum liên lạc cho xem. 네. 제가 연락할게요. Và đây, đến đây là phần uh, cuối cùng của phần bài số 17. Và chúng ta quay lại bài số 17 thì uh, chúng ta thấy nội dung chúng ta đã học ngày hôm nay đó là phần từ vựng và chúng ta học về sự cố, học về tai nạn, học về màu sắc, học về hoa văn của quần áo và chúng ta đã học về động từ, động từ đi với a ở chuta là làm cái gì đó xong rồi mới làm hành động khác tiếp theo là động từ đi với l ở tức là pernatio pernatio đó là như câu tiêu đề bài đó là piangirin notil pernetatio đó là suýt xảy ra cái hành động gì đó tiếp theo chúng ta đã được học về bất quy tắc. Phát chim hò. Hiết. Thì. Có. Hai trường hợp. Xảy ra. Tiếp theo. Chúng ta có động từ. Đi với. A. Ít tả. Đây là. Đang. Diễn ra. Một. Việc nào đó. Diễn tả cái hành động. Đã được. Bắt đầu. Và đang duy trì trạng thái. Của. Hành động. Và phần nghe. Chúng ta cũng đã được nghe. Uh, cái. Uh, thông tin truyền thông, hướng dẫn cái việc tìm đồ thất lạc. Và chúng ta cũng đã nghe cái hội thoại về cái hoàn cảnh xảy ra vấn đề. Và phần nói phần nói chúng ta là nói là mô tả cái hoàn cảnh của vấn đề. Phần đọc chúng ta đọc một đoạn quảng cáo tìm đồ thất lạc và phần viết chúng ta cũng viết một cái quảng cáo để chúng ta tìm đồ thất lạc của chúng ta phần thực hành ở trên lớp thì chúng ta sẽ thực hành là xem tranh và miêu tả tình huống hoặc là hoàn cảnh của cái tranh đó và phần văn hóa chúng ta học về xét tông đó là cái áo kẻ sọc mà trẻ em hay khoác lên vào sinh nhật để cầu mong cái sức khỏe cho em bé đó và bài học hôm nay kết thúc ở đây Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo. Sugo hasseumnida.